Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm ngày 8 tháng 10, bắc bộ sáng sớm có nơi có sương mù. Ngày nắng hanh với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 30 đến 33 độ C. Đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 đến 3. Vùng núi đêm và sáng sớm trời lạnh. Sáng sớm ngày 8 tháng 10, theo ứng dụng PamE, mạng lưới quan trắc môi trường không khí độc lập đầu tiên phủ rộng tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam, do Công ty Cổ phần Tư vấn và tích hợp công nghệ D và L quản lý, cùng với gió đông bắc sương mù khiến độ ẩm cao. Chất lượng không khí nhiều khu vực của thủ đô Hà Nội tiếp tục ở mức có hại cho sức khỏe và không tốt cho nhóm nhạy cảm. Kết quả đo của ứng dụng này cho thấy, Hà Nội có hai điểm màu đỏ, chỉ số ô nhiễm không khí từ 154 đến 158, mức có hại cho sức khỏe. Cụ thể các điểm đo tại, cụm trung cư văn phòng Quốc hội, quận Nam Từ Liêm, chỉ số ô nhiễm không khí ở mức 158, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh là 154. Ngoài ra, Hà Nội còn có 4 điểm màu nâu, chỉ số ô nhiễm không khí từ 105 đến 140, mức không tốt cho nhóm nhạy cảm. Điển hình các điểm đo tại Chùa Láng, quận Đông Đa, chỉ số ô nhiễm không khí ở mức 129, đội cấn, quận Ba Đình là 140. Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi chất lượng không khí để chủ động hạn chế tác động do ô nhiễm không khí gây ra.